sự nghiệp và gia đình của anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp. Quốc Cơ Quốc Nghiệp là niềm tự hào của làng xiếc Việt Nam khi liên tục đạt những thành tích biểu diễn giải thưởng cao ở cả trong nước lẫn quốc tế. Rất ít người biết rằng Quốc Cơ Quốc Nghiệp sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghề y và võ nghiệp. Ông nội của hai anh em Hoàng Tử Xiếc là Lương Y, võ sư Giang Hải Long, còn bố là Lương Y, võ sư nổi tiếng Giang Kiếm Thanh. Cả hai chính là những người truyền đam mê võ thuật, bộ môn xiếc biểu diễn cho anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp ngay từ nhỏ. Quốc Cơ Quốc Nghiệp, tên thật là Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp, đều là những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng của Việt Nam, được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ là hai anh em ruột đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Giang Quốc Cơ sinh năm 1984, anh bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật xiếc từ năm 3 tuổi. Năm 1996, Giang Quốc Cơ được cha đưa vào đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chặng đường khổ luyện không ngừng nghỉ vì nghiệp diễn xiếc. Giang Quốc Nghiệp sinh năm 1989, cũng như anh trai, Quốc Nghiệp bén duyên với xiếc từ rất sớm và gắn bó đến bây giờ. Không chỉ là anh em ruột, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp còn là bạn diễn ăn ý. Quốc Nghiệp từng chia sẻ, chưa bao giờ muốn thử kết hợp với ai đó ngoài anh trai. Nếu tiết mục ngưng, cả hai sẽ cùng ngưng, không kết hợp với người khác. Cặp đôi diễn xiếc này bắt đầu gây chú ý với tiết mục Sức Mạnh Đôi Tay, Cơ Nghiệp, hai lần giành huy chương vàng với tiết mục này tại Liên hoan xiếc Việt Nam năm 2009 và 2010. Đây cũng là tiết mục đưa cặp đôi vươn ra thế giới. Chỉ trong 2 năm 2012 và 2013, họ đã mang về cho Việt Nam không dưới 10 huy chương vàng, huy chương bạc và nhiều giải thưởng uy tín khác tại đấu trường quốc tế. Với những thành tích trên, Quốc Cơ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi mới 28 tuổi. Cơ Nghiệp đồng thời trở thành công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Trong khi đó, Quốc Nghiệp được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2016 khi mới 27 tuổi, phá kỷ lục nghệ sĩ ưu tú trẻ nhất Việt Nam hiện nay do anh trai xác lập trước đó. Cuối tháng 11 năm 2016, họ tổ chức Night Show kịch xiếc anh em kỷ niệm 15 năm theo nghề tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 12 năm 2016, anh em Hoàng Tử Xiếc phá kỷ lục thế giới khi chồng đầu đi qua 90 bậc thang trong 52 giây tại nhà thờ Chánh Hội Tòa ở thành phố Girona, Tây Ban Nha. Gần đây nhất là chuyến đi Mỹ trình diễn theo lời mời của ban tổ chức sự kiện An Old Sport Festival. Đây là một lễ hội thể thao thường niên do ngôi sao điện ảnh An Old Schwarzenegger, nguyên thống đốc bang California, làm tài trợ chính. Cả hai rất vui vì Ano đã khen tiết mục của hai anh em rất nhiều và tới bắt tay cảm ơn, chụp hình chung. Mới đây, cặp đôi lại gây tiếng vang với tư cách thí sinh Britain Got Talent năm 2018 khi lọt top 5 chung kết cuộc thi. Tuy nhiên, để có được bề dày thành tích như trên, Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã nếm trải không ít mồ hôi và nước mắt, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng. Quốc Cơ từng tiết lộ, Quốc Nghiệp 3 lần suýt mất mạng, nằm bất tỉnh trên sàn đấu do tai nạn nghề nghiệp khi thực hiện tiết mục chồng đầu. Ba tai nạn đó xảy ra vào năm 2009, 2011 và 2012. Có lần, xương cổ của Quốc Nghiệp bị thụt xuống, chạm vào cổ họng, nếu cấp cứu chậm trễ thì có thể ngưng thở. Theo Quốc Cơ, vì là người ở trên nên Quốc Nghiệp luôn là người gặp nạn. Tuy không bị chấn thương thân thể, Quốc Cơ lại bị ảnh hưởng tâm lý vì thấy em gặp nạn mà không thể cứu được. Không chỉ vậy, những chấn thương khác như vẹo cổ, rách sụn vai là điều không thể tránh khỏi. Bác sĩ từng khuyên Quốc Nghiệp ngừng diễn nếu không muốn bị liệt, ảnh hưởng đến sức khỏe. Quốc Nghiệp khẳng định, dù có những lúc nản và sợ hãi, cặp đôi chưa bao giờ có ý định bỏ nghề. Về đời tư, Quốc Cơ kết hôn với Hồng Phượng, một MC nổi tiếng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016. Cặp đôi có con trai đầu lòng là bé Giang Vĩ Lâm. Giống như anh trai, Quốc Nghiệp kết hôn với một người nổi tiếng, ca sĩ Ngọc Mai của nhóm Mặt Trời Mới. Ngọc Mai hơn chồng 2 tuổi, là ca sĩ hát nhạc cổ điển và nhạc trịnh, từng đạt nhiều giải thưởng có uy tín, hiện đang dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã đăng ký kết hôn và có với nhau con trai Giang Hùng Tâm hơn 1 tuổi, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới mà muốn chờ con trai cứng cáp hơn.
chị gái ruột sống tại Pháp đầy tài năng và nổi tiếng của Quốc Cơ Quốc Nghiệp. Chị gái Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp là Giang Mỹ Phụng. Giang Mỹ Phụng cũng được ông cha truyền nghề từ sớm. Qua tìm hiểu được biết, Mỹ Phụng đã theo cha học võ thuật, tung hứng, nhào nộn và học thêm cả võ karate trước cả hai anh em. Năm 2003, võ sư Giang Kiếm Thanh tạo điều kiện để Mỹ Phụng và Quốc Cơ học thêm nghề châm cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông đang công tác. Với sự rèn luyện và chăm chỉ, nhiều bộ môn, đặc biệt là xiếc, từ năm 18 tuổi, Mỹ Phụng đã tham gia vào đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh và cùng Cơ Nghiệp biểu diễn khắp tỉnh thành Việt Nam và nước ngoài với những tiết mục đặc sắc. Trong nghề, Mỹ Phụng được đánh giá là một người có kỹ thuật, chuyên môn cao và không ngừng nuôi dưỡng đam mê sự sáng tạo của bản thân. Sau khi lập gia đình, Mỹ Phụng sang Pháp định cư và tạm dừng biểu diễn xiếc một thời gian để vun vén cho tổ ấm riêng. Đến năm 2014, khi về nước thăm người thân, Mỹ Phụng được Cơ Nghiệp gạ gẫm biểu diễn lại tại một chương trình được tổ chức ở Thảo Cầm Viên, thành phố Hồ Chí Minh. Tưởng rằng chỉ biểu diễn lần cuối để kỷ niệm với hai em trai tài năng, song từ lần đó đam mê trỗi dậy trong cô và Mỹ Phụng quyết định tập luyện trở lại, tham gia các hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài. Hiện tại ngoài đi diễn, Mỹ Phụng còn kiêm thêm công việc giảng dạy bộ môn xiếc cho các em nhỏ. Điểm thú vị nhất đó là hai cậu con trai của Mỹ Phụng cũng đang theo mẹ học nghề gia truyền và từng tham gia một vài buổi biểu diễn nhỏ lẻ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.